người phụ nữ nghi bị chồng đâm cục trên đường ở Bình Chánh. Cháy nhà trong hẻm lúc rạng sáng, một người tử vong ở thành phố Hồ Chí Minh. Công an kết luận vụ bé trai tử vong trong khu nhà bỏ hoang. Ba nữ sinh bị nước cuốn sau khi thủy điện xả nước ở Bình Phước. Tìm thấy ngư dân sau 9 ngày mất tích trên biển. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi các tin tức mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang tiếp nhận điều tra một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện. Theo đó, một người phụ nữ đang chạy xe máy thì bị người đàn ông được cho là chồng dùng hung khí đâm cục ngã giữa đường. Vụ việc hiện đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Thông tin ban đầu được biết vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, người dân thấy người phụ nữ hơn 30 tuổi chạy xe máy trên đường Lương Ngang. Khi qua địa bàn ấp 3, xã Tân Nhật, huyện Bình Chánh, người phụ nữ được cho là bị một người đàn ông đi xe máy dùng hung khí tấn công. Nạn nhân trọng thương gục tại chỗ, nghi phạm sau đó tẩu thoát. Người dân khu vực hô hoán tới kiểm tra thì người phụ nữ nói bị chồng xuống tay. Người phụ nữ sau đó được người dân phối hợp với công an đưa đi bệnh viện cấp cứu cơ quan chức năng cũng phong tỏa khu vực lấy lời khai những người có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Một số người dân cho biết người phụ nữ có gia đình và hai con. Thời gian gần đây, người thân nạn nhân ở xã Tân Nhật mất nên người này về đây lo việc thắp hương trong non nhà cửa. Sáng cùng ngày, người phụ nữ đưa con đi học, sau đó ghé chợ trên đường Tân Long, gần chân cầu ấp quán mua đồ về nấu ăn. Khi nạn nhân rẽ từ đường Tân Long và đường Lương Ngang một đoạn thì bị người đàn ông chạy xe máy theo phía sau tấn công. Hiện vụ việc đang được điều tra. Thông tin từ lực lượng chức năng quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy lúc dạng sáng khiến cho một người tử vong. Theo đó, đến 8 giờ 30 phút sáng ngày 18 tháng 3, lực lượng chức năng quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phong tỏa khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà trong hẻm 809 đường Lê Đức Thọ, phường 14, khiến một người tử vong. Ghi nhận tại hiện trường, căn nhà xảy ra cháy có thiết kế một trệt, một lầu, nằm trong con hẻm rộng chừng 2m, cách đường Lê Đức Thọ khoảng 70m. Theo người dân, khoảng 2 giờ 30 phút hôm nay, họ phát hiện ngọn lửa bùng lên bên trong căn nhà có địa chỉ 809 trên 8. Người dân hô hoán, cầm bình chữa cháy mini để tiếp cận dập lửa nhưng bất thành. Căn nhà khóa cháy bên trong, lửa khói bốc lên nghi ngút. Nhiều người dập lửa, hô hoán nhưng bên trong không thấy động tĩnh. Tiêm nhận tin báo, đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quận Gò Vấp đã đến hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng phường 16 phá cửa, không chế đám cháy. Khi kiểm tra bên trong ngôi nhà, cảnh sát phát hiện một nam thanh niên tử vong. Nạn nhân được chuyển ra ngoài, đưa đi khám nghiệm pháp y, xác định nguyên nhân. Theo người dân sống trong hẻm 809 đường Lê Đức Thọ, căn nhà nơi xảy ra cháy được nạn nhân cùng bạn gái thuê từ sau Tết để mở tiệm cắt tóc, nêu. Thời điểm xảy ra cháy, chỉ có thanh niên ở bên trong căn nhà. Nguyên nhân hỏa hoạn đang được làm rõ. Thông tin từ Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa có kết luận liên quan đến vụ việc bé trai sinh năm 2011 tử vong bất thường trong căn nhà bỏ hoang. Theo cơ quan công an, sau quá trình khám nghiệm, xác định vụ việc không có dấu hiệu tội phạm. Bé trai tử vong do làm điều dại dột, không có dấu hiệu tác động từ bên ngoài. Như đã đưa tin trước đó, khoảng 17 giờ ngày 7 tháng 3, ông TH 64 tuổi phát hiện cháu nội là TGH sinh năm 2011 tử vong trong khu nhà cao tầng bỏ hoang tại đường Nguyễn Cất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột. Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ việc. Lãnh đạo ủy ban nhân dân phường Tân Lợi cho biết, nơi cháu trai tử vong cũng là nơi ông nội của cháu làm bảo vệ. Ngày 18 tháng 3, lực lượng cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bình Phước đã tìm thấy hai nữ sinh đuối nước mất tích khi chơi ở khu vực cửa xả nhà máy thủy điện Cần Đơn, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù đốc bị nước cuốn trôi vào chiều ngày 17 tháng 3. Sự việc ba nữ sinh bị nước cuốn xảy ra vào chiều ngày 17 tháng 3 ở khu vực lòng sông cách cửa xả nhà máy thủy điện Cần Đơn, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốc, tỉnh Bình Phước, khoảng 1 km. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 17 tháng 3, ba học sinh chạy xe máy đến khu vực lòng sông phía cửa xả nước nhà máy thủy điện Cần Đơn để chơi, do lúc này sông cạn. Đến khoảng 16 giờ thì nhà máy thủy điện Cần Đơn xả nước. Người dân địa phương cho biết khi ba cháu có xuống lòng sông để chơi thì nước cạn. Sau khi xả nước thì không thấy các cháu đâu. Tại khu vực trước khi các cháu xuống sông có để lại hai xe máy cùng hai nón bảo hiểm và ba áo khoác. Sau khi nhận được thông tin, công an huyện Bù Đốc cùng các lực lượng tại địa phương phối hợp tìm kiếm các cháu. Đến khoảng 0 giờ ngày 18 tháng 3, các lực lượng đã tìm thấy hai cháu TTIN và TTMZ. Và đến chiều cùng ngày, thi thể nạn nhân thứ ba là MNPHT cũng đã được lực lượng chức năng tìm thấy để bàn giao cho gia đình. Được biết sáng cùng ngày, lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện Bù Đốp đã đến gia đình các nữ sinh bị đuối nước tử vong để thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ ban đầu. Nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật được, mời quý vị cùng theo dõi. Liên quan đến vụ việc một ô tô bán tải tông hàng loạt xe máy ở Bình Dương, mới đây đại diện công an thành phố Thuận An Bình Dương cho biết, sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng tiến hành xét nghiệm ma túy đo nồng độ cồn đối với tài xế ô tô bán tải, kết quả xét nghiệm tài xế không vi phạm. Tài xế ô tô bán tải gây ra vụ tai nạn là TTT, 37 tuổi quê Bình Dương, nam tài xế cho biết chiếc xe mới mua được vài tháng, do đạp nhầm chân ga dẫn tới vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra. Trước đó khoảng 16 giờ 30 phút ngày 17 tháng 3, chiếc ô tô bán tải mang biển số tỉnh Bình Dương lưu thông trên đường DT743. Khi tới đoạn gần khu vực vòng xoay An Phú, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, chiếc xe này bất ngờ tăng tốc độ và có dấu hiệu mất lái. Chiếc ô tô bán tải sau đó tông hàng loạt xe máy đang lưu thông cùng chiều trên đường và chỉ dừng lại khi lao vào một gốc cây xanh bên đường. Tại hiện trường nhiều xe máy nằm ngổn ngang giữa đường, trên vỉa hè và hầu hết bị hư hỏng nặng. Phần đầu ô tô bán tải cũng bị biến dạng. Vụ tai nạn là một người đàn ông chạy xe ôm công nghệ tử vong tại chỗ, 4 người khác bị thương. Theo thống kê sơ bộ có khoảng 5 xe máy bị ô tô bán tải tông trúng. Vâng thưa quý vị, cũng là một vụ tông xe liên hoàn ngày 18 tháng 3, lãnh đạo công an thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe ô tô đầu kéo với các phương tiện khác. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 17 tháng 3 tại đường DT 743B, đoạn qua khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thời điểm này, ông Trần Văn Toàn, 36 tuổi, quê Bình Định, điều khiển xe ô tô đầu kéo biển số CD 1076 biển số đỏ, kéo theo rơ móc biển số BM 176, điều khiển đi từ hướng ngã tư Nguyễn Du về ngã tư 550 khi xe đi đến trước cổng tân cảng sóng thần thì xảy ra va chạm với ba ô tô đang dừng chờ đèn tín hiệu phía trước vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng làm bốn phương tiện hư hỏng nguyên nhân ban đầu được xác định lái xe đầu kéo không chú ý quan sát nên tông vào các phương tiện khác công an cũng tiến hành đo nồng độ cồn kết quả tài xế xe ô tô đầu kéo không có nồng độ cồn âm tính với ma túy Thưa quý vị, sáng ngày 18 tháng 3, trên đại lộ Phạm Văn Đồng đoạn giao nhau với đường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, xe máy của nam thanh niên bất ngờ bốc cháy dữ dội. Sự việc khiến nhiều người dân đang cùng lưu thông trên tuyến đường vô cùng lo lắng. Theo đó, khoảng 8 giờ cùng ngày, người đàn ông điều khiển xe máy trên đường Phạm Văn Đồng hướng từ cầu Vượt Linh Xuân đi cầu Bình Lợi vừa qua khỏi giao lộ Phạm Văn Đồng đường Linh Đông, phương tiện này bất ngờ bốc cháy khi nam tài xế tấp xe vào lề, ngọn lửa kèm khói đen nhanh chóng bùng lên dữ dội. Khu vực xảy ra cháy cách xa nhà dân, tài xế bất lực đứng từ xa nhìn xe máy bị thiêu rụi. Để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, những ngày vừa qua, đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận 11 đang nỗ lực kiểm tra, giả soát và cho dừng phương tiện đối với những người tham gia giao thông mà trong hơi thở có nồng độ cồn. Không chỉ tại những tuyến đường lớn, tổ cảnh sát giao thông cũng thực hiện chốt chặn kiểm tra tại các con hẻm nhỏ khiến người dân vô cùng bất ngờ. Theo đó, tối 17 tháng 3, ông LMH sinh năm 1978, ngụ quận 4, vừa lái xe máy chở hai con gái trong hẻm đường lò siêu rộng chưa đầy 2 mét, bị cảnh sát giao thông chặn kiểm tra phát hiện nồng độ cồn mức 0,077mg trên lít khí thở. Tại chỗ cảnh sát giao thông, tài xế H cho rằng ông mới lái xe trong hẻm chứ chưa ra đường lớn. Tôi thừa nhận có nhậu nhưng chỉ lái xe trong hẻm, không có ra đường đâu mà cảnh sát giao thông kiểm tra dữ vậy. Sau đó, cảnh sát giao thông giải thích hẻm vẫn là đường, khi sử dụng rượu bia, lái xe trong hẻm nhỏ hay đường lớn đều vi phạm luật giao thông đường bộ. Ông Hát cho biết mới uống có một lon bia rồi lái xe, chở con từ nhà ngoại ra đầu hẻm để cháu bắt xe ôm về quận 4. Không ngờ cảnh sát giao thông vào hẻm kiểm tra, tuy vậy ông vẫn chấp hành ký và biên bản xử phạt 2,5 triệu đồng. Phó trưởng phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh PC08 cho biết, việc kiểm tra của cảnh sát giao thông nhằm tuyên truyền để người dân có ý thức chấp hành luật giao thông, đã uống rượu bia không điều khiển phương tiện nhằm phòng ngừa tai nạn cho bản thân mình và người khác. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch cho biết, một người dân tại địa phương vừa phát hiện một nạn nhân được cho là ngư dân đã mất tích trong khi đi câu mực trên biển. Sự việc đau lòng được trình báo cho cơ quan chức năng để xử lý. Theo xác định của cơ quan chức năng và người nhà, nạn nhân được xác định là ngư dân THT, sinh năm 1979, trú tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch. Cách đây 9 ngày, vào ngày 9 tháng 3, ông THT cùng một ngư dân khác đi xuồng nhỏ ra biển đánh bắt cá khi ra đến khu vực Hòn Giò, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch để đánh cá, thì mất liên lạc, cả hai ngư dân bị mất tích. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng địa phương đã phối hợp với đồn biên phòng Ròn, huyện Quảng Trạch, cùng với thuyền của ngư dân đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường và đưa nạn nhân xấu số vào bờ. Thưa quý vị, thực trạng nhiều người ngang nhiên chiếm dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán, điểm trông giữ xe tự phát, có lẽ không còn quá xa lạ. Đáng nói, nhà nước và chính quyền địa phương đã nhiều lần thực hiện các chiến dịch để lấy lại vỉa hè cho người đi bộ, nhưng chỉ sau một thời gian thì vấn nạn này lại tiếp diễn. Ghi nhận tại hàng loạt các tuyến phố thuộc phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai Hà Nội, lòng đường, vỉa hè, khuôn viên cây xanh tại đây bị một nhóm người chiếm dụng làm bãi trông xe gây bức xúc cho người dân. Vỉa hè, lòng đường, khuôn viên cây xanh tại hàng loạt tuyến phố thuộc phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai Hà Nội bị một nhóm người chiếm dụng họp chợ, làm bãi trông xe xuyên ngày đêm gây bức xúc cho người dân. Tại phố Văn Tân, quận Hoàng Mai Hà Nội, lòng đường vỉa hè ngang nhiên bị chiếm dụng trái phép. Các phương tiện chỉ cần đóng một số tiền nhất định thì có thể gửi xuyên ngày đêm cả trên vỉa hè, thậm chí là lòng đường, trong khi không có vạch kẻ, không biển hiệu do Sở Giao thông Vận tải cấp phép. Theo người dân, khu vực này đã lâu bị công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ngân gia bảo ngang nhiên chiếm dụng. Biến vỉa hè, lòng đường, khuôn viên cây xanh tại khu đô thị Tây Nam Linh Đàm Hà Nội thành công cụ kiếm tiền trái phép. Theo người dân, có những đối tượng ngang nhiên dùng biển hiệu giả Sở Giao thông Vận tải Hà Nội để trông giữ xe thu tiền trái phép của người dân. Khuôn viên vườn hoa, vỉa hè, lòng đường tại nhiều nơi trong bán đảo Linh Đàm ngang nhiên bị lấn chiếm. Trên phố Nguyễn Phan Chánh, Hoàng Mai, Hà Nội, nhiều hàng quán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường cả ngày lẫn đêm. Khu vực này được công ty cổ phần tư vấn tổng hợp GMC công khai gắn biển trông giữ xe với giá rất cao. Tuy nhiên, không hề được kẻ vạch theo quy định. Tương tự, tại khu vực quanh khu trung cư HH Linh Đàm, công ty cổ phần đầu tư và thương mại Phúc Tuận công khai biển hiệu được Ủy ban dân quận Hoàng Mai cấp, nhưng cho xe ô tô gửi 24 trên 24 giờ chiếm dụng toàn bộ vỉa hè, tràn xuống lòng đường, có hàng nghìn phương tiện được trông giữ xuyên ngày đêm nhưng không hề được kẻ vạch theo quy định. Tại khu vực xung quanh Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Hoàng Mai Hà Nội, toàn bộ vỉa hè bị công ty cổ phần phát triển hạ tầng cơ sở Hoàng Mai và công ty trách nhiệm hưu hạn một thành viên Đức Trí chiếm dụng hoàn toàn làm bãi trông giữ xe. Ô tô gửi tại bãi trông giữ xe này chặn toàn bộ cửa ra vào Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Hoàng Mai Hà Nội. Về hề trưng dụng để làm bãi trông giữ xe, khiến người đi bộ chỉ còn cách đi xuống lòng đường. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.